Nhóm hàm F3 Income Statement sẽ cho phép các bạn lấy về các thông tin liên quan đến báo cáo kết quả kinh doanh. Đây thì nó sẽ chia làm mấy loại thông tin. Thứ nhất là các bạn cần phải biết được cái năm hoặc là cái quý cuối cùng của báo cáo là cái nào, thì nó sẽ sử dụng cái hàm year là cái năm mà gần nhất mà các bạn có báo cáo năm. Chúng ta sẽ thấy là cái năm gần nhất mà FPT có báo cáo năm là năm 2018. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có cái quý mà gần nhất mà cái mã này có báo cáo quý. Chúng ta sẽ là quý 4. Như vậy thì báo cáo quý gần nhất sẽ là quý 4 năm 2018. Và chúng ta sẽ có thể kiểm tra xem là cái năm tài chính là năm nào. Thì đây ta cũng thấy cái năm tài chính đang có báo cáo là năm 2018. Thì khi chúng ta có cái báo cáo quý 1 của 2019 thì cái năm tài chính mà chúng ta đang có báo cáo sẽ thành ra là năm 2019, nhưng mà cái năm cuối cùng của báo cáo năm thì vẫn là 2018. Tiếp đó là chúng ta sẽ có một số các cái thông tin tổng hợp từ 4 quý gần nhất, như là lợi nhuận gộp, lợi nhuận khác, lợi nhuận sau thuế, trước thuế, lợi nhuận từ các hoạt động tài chính. Đây tôi lấy ví dụ như là tôi sẽ lấy cái net sale và FPT 4 quý gần nhất. Nếu như mà các bạn mới chỉ có đến quý 3 và ta lại có báo cáo năm trước thì có báo cáo quý 4 thì cái tổng hợp 4 quý này nó sẽ được thay thế bằng cái dữ liệu của báo cáo năm. Thì bên cạnh các cái thông tin này thì chúng ta còn hai loại thông tin có thể lấy từ cái nhóm hàm này. Thứ nhất là các chỉ tiêu chính, chúng ta có thể lấy theo quý hoặc là năm bất kỳ. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cái Formula Builder để biết được rằng là chúng ta có các chỉ tiêu nào có thể lấy được. Thì bạn chọn cái chỉ tiêu chính và bạn sẽ thấy là cái hàm chúng ta cần phải dùng nó sẽ là hàm Income Statement.Value. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng mã cái năm mà chúng ta muốn lấy báo cáo và cái quý tương ứng. Thì đây các bạn sẽ thấy là ở đây tôi lấy cái tổng doanh thu thì chúng ta sẽ có cái kết quả là tổng doanh thu của quý 4 năm 2018, bạn đổi sang lấy quý 3 chúng ta sẽ có được kết quả tổng doanh thu của quý 3. Các chỉ tiêu tài chính các bạn có thể chọn ở đây. Hầu hết các chỉ tiêu này là sẽ là các chỉ tiêu được sử dụng để tính toán các chỉ số tài chính. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một lớp hàm nó trả về giá trị bảng, là chúng ta cho phép chúng ta lấy về nhiều báo cáo cùng một lúc, là cái hàm report này. Đầu tiên sẽ gõ mã chứng khoán này, sau đó đến cái năm báo cáo và đến quý. Nếu như chúng ta gõ quý là không thì chúng ta lấy về báo cáo năm, và nếu như là 1, 2, 3, 4 thì sẽ lấy về báo cáo quý. Đây tôi sẽ lấy cái quý cuối cùng là quý 4. Số lượng báo cáo tính từ quý này trở về trước là 10 báo cáo, và đơn vị dữ liệu ở đơn vị tiền tệ là 1 triệu. Các bạn thấy là hệ thống đã trả về 10 cái báo cáo tính từ quý 4 2018. Cái đơn vị tiền tệ này chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, nếu chúng ta đổi sang là 1. Ở đây là các bạn sẽ phải bấm Ctrl Shift Enter để lấy về dữ liệu. Đó, chúng ta sẽ có kết quả là đơn vị tiền tệ là 1 đồng. Nếu như các bạn đổi sang chẳng hạn như là 23.000 đồng thì chúng ta sẽ có cái kết quả trả về tính bằng đô la chẳng hạn. Ngoài ra thì các bạn có thể là chuyển cái nhãn này sang một ngôn ngữ khác,
nó đã chuyển sang tiếng Anh.